chắc là chàng nào làm em thuộc cuộc đời đến như vậy đúng không thôi vui vẻ đi em không muốn nhắc tới quá khứ và đời tư nữa chừng này á cũng mới đủ trả tiền cho kiều nga thôi còn tiền mặt bằng á chưa biết sao nữa chị đông qua nơi dạ chị có bạn giờ à, à cảm ơn dạ. nha nè <laughs> Ta mới đi Hà Nội về Ủa sao mày đi đâu hoài vậy Ờ um, Có chút chuyện thôi Ê à, thi cử sao rồi Trượt <laughs> rồi Thôi học hành thi trượt Tao nghĩ rằng bà con gái tụi mình Học nhiều cũng đâu làm gì được đâu Ờ, à, đã quyết định theo nghề thì phải nâng cao trình độ chứ mày thì mày cứ theo, còn tao? Như tao thì nếm đủ mùi vị cây đắng ngọt bùi rồi. Nè, tao không thích nghe cái giọng bất mãn của mày như vậy đâu nha. Không phải hả? Thôi, tao không thích tranh luận với mày vấn đề này nữa đâu. Mà tao có chuyện muốn nhờ mày đây. Chuyện gì vậy? Ừ, uhm, tao định hùng với mấy bác sĩ mở phòng khám. Mày có tiền cho tao mượn một ít rồi hàng tháng tao chi tiền lời cho Khi nào trả hết vốn thì thôi Nha yeah. Mày nghĩ tao nhiều tiền lắm hả Mà một phần hùng đó là bao nhiêu uhm, Chủ yếu là các bác sĩ chứ Còn tao có vài trăm triệu chứ mấy Nói thiệt chứ Tao cũng đã mượn hết anh em bà con trong gia đình rồi Nếu như tao nói là Tao không có tiền Với lại đang dây con Nga 30 triệu Mày tin không <laughs> Trời, mày làm ăn tiêu xài như vậy mà không có tiền thật sao? Thôi mà, cho tao mượn 10 hay 15 triệu cũng được. Thì tao biết là mày không tin, nhưng mà tao nói thiệt đó. Hay uh, mày dây đỡ ai đi, rồi uh, khi nào tao có tiền, tao đưa qua cho mày, mày trả người ta. Nếu tao có thể mượn tạm được đâu đó, thì đã không hỏi mày rồi. Hay uh, hỏi Kiều Nga đi, lúc nào nó cũng có tiền mặt sẵn hết. Nhưng ta không muốn mượn đồng tiền thân xác của nó Tiền nào mà chẳng là tiền Với lại Mà chỉ mượn thôi Chứ có xin đâu mà lo Thì đó Nhưng mà ta không muốn nó coi thường mình mẹ Thôi Để ta hỏi mượn bạn bè khác xem sao ta đi về đây nếu mỹ hằng biết mình cũng kiếm tiền như kiều nga thì chắc nó còn khinh bỉ hơn nữa bây giờ thì anh mới hiểu thượng đế chỉ ưu ái ban cho mỗi người một phần ai biết quý trọng nâng niu tình yêu của mình thì sẽ được hạnh phúc phải không em có phải đông la nó nói gì với anh không à, đâu có đâu anh có gặp đông la hồi nào đâu <laughs> anh á không biết nó xạo và <laughs> đông la dặn anh đừng nói với em chứ bộ đó thấy chưa giấu đầu lòi đuôi <laughs> hay mình rủ đông la đi ăn kem ha à, em không ghen à <laughs> ai mà thèm ghen với anh <laughs> em á hiểu đông la hơn anh mà thật không <cười> ừ. <cười> ừ. <cười> mới về hả ừ về tới nhà thật thoải mái vậy sao chị không về nhà ở luôn ở ngoài ăn uống cũng bất tiện hơn ở nhà chị phải làm ăn buôn bán nữa chứ về sao được thì cứ coi như là chị đi du lịch dài hơi vậy đó ờ à, đâu phải lúc nào cũng đi đâu nè còn liên lạc thư từ với quốc cường hả Biết rồi còn hỏi Nó nghe nè Mà thôi đi Bỏ đi Chị thấy Chẳng có tương lai hy vọng gì đâu Trên đời này Không có thứ tình yêu như mình mong ước Nhưng mà lại thừa đàn ông Chị nói vậy là sao Sao lại không có tình yêu Sao lại thừa đàn ông Thì chị nghiệm ra như vậy Đôi khi chị nghĩ, mình thật là ngu ngốc, chị quá si mê, rồi đâu khổ tới cùng cực vì một người đàn ông mà xét cho cùng, họ đâu có gì đáng đâu, để cho mình yêu thương nước chết như vậy. Thôi em bỏ đi, để chị giới thiệu cho em một thương gia người Đài Loan. Nhìn cũng được, giàu có và đặc biệt là đang tìm một cô gái Việt Nam để cưới làm vợ. Sao chị không chọn anh ta? mà đi giới thiệu cho em chị chán lấy chồng rồi <laughs> chị đã lấy chồng bao giờ chưa mà nói là chán không lấy cũng chán <laughs> alo ta nghe nè ê tụi mình đi ăn mừng đi hả ăn mừng sự kiện gì đây thì chuyện tao với thông đó ok rồi vậy hả ừ. vậy thì đúng là phải ăn mừng thiệt rồi ừ. ê mà mày đang ở đâu vậy nhà hàng qua cao nè ờ à, được 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 tao sẽ tới liền chờ đó nghe chưa ừ. chị thu hà và thông rủ em đi ăn rồi ờ à, vậy thôi chị cũng đi về ừ? chị không chờ ba mẹ về sao khỏi chị gọi cho mẹ rồi đi đây Cô Long Quân Dạ à, Dạ Chào anh à, Anh cứ ngồi tự nhiên đi Trời đất ơi Chờ cô Long Quân lâu quá Tôi uống hết ba ly cà phê rồi đó à, Em có dinh dự vậy sao à, Xin lỗi Lật rồi Alo, tao nghe nè Mày biết tin gì chưa? Tin gì? Mày biết tin gì chưa? Tin gì? Nghe nói Kiều Nga bị bắt rồi đó Hả? Ủa? Mà sao bị bắt vậy? Thì tội mại dâm Và mua giới mại dâm gì đó Mày... Mày có nghe nhầm không vậy? Trời Tao... Tao mới gặp nó để trả tiền mà Thì mới bị bắt tối hôm qua Tin nghe chính xác đó Rồi ạ à, Liệu nó có bị sao không? Chưa biết nữa Thì có thể bị phạt tù từ 3 tới 10 năm Hoặc là hơn Là tao nghe nói vậy Chứ còn chờ tòa xử nữa mà Trời đất Con đó nó sống buông thả và liều lĩnh quá Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma Thật chẳng sai mà Đó là còn chưa kể á Nó có bị mắc bệnh xã hội hay không á Alo, Đông Anh. Alo, alo, mày còn đó không? Ờ, à, tao tao đang nghe nè. Sao mày im lặng vậy? Tao tưởng mày bị làm sao chứ? Mà nghĩ cũng thương Kiều Nga đúng không? Nếu nó học hành đến nơi đến chốn, có việc làm đàng hoàng. Nó cũng chẳng dạy gì làm những chuyện như vậy. Thôi, mỗi đứa một số phận đừng nói chuyện này nữa tao cúp máy đi có lẽ kiều nga đã bị bắt thật rồi bây giờ kiều nga ra sao trời ơi mà tại sao mình cũng đã đông nổi này vậy thấy hai người như vậy á là quá tốt rồi sao còn không lo cưới lẹ đi nếu không là mình cưới trước đó nha ủa mày nói thiệt hay nói giỡn vậy tao nói thiệt mà ba mẹ mày biết rồi hả ừ vẫn chưa nhưng mà cuộc đời mình mình phải tự làm chủ cho nó thôi ủa người trong tù người ngoài tù sao cưới nhau được ừ ờ thì cái gì rồi cũng có cách của nó trời xin voi xin cỏ mà mày nói như vậy tao chịu thua mày luôn rồi đó thua cái gì mà thua ừ ờ, thì cuộc đời mình thì mình tự quyết chứ làm sao đúng không ừ. ghê quá ha chưa nói tới tù tội bao lâu chỉ cần bị bắt vì cái tội đó cũng đã nhục giả rồi sao kiều nga lại xuống như vậy nó định đi thêm một thời gian nữa kiếm đứa con rồi nghỉ vậy mà không kịp nữa đúng là người tính không bằng trời tính rồi mình cũng phải dừng lại ngay thôi ba mẹ mình mà biết được thì mình cũng chết <laughs> Alo Ai gọi tôi vậy Tôi muốn mời em đi Hồng Kông vui vẻ một chuyến Em có đồng ý không Anh Anh là ai Anh là ai mà nói với tôi những lời như vậy Thôi mà đồng quanh Em chưa biết tôi Nhưng tôi biết rất rõ về em mà Tôi sẽ trả cho em một ngàn đô cho một chuyến đi Em có chịu không Anh Anh nhầm người rồi Không phải tôi không phải tôi không phải là anh ta là ai liệu có phải công an đang dò la mình không cũng vô lý không lẽ kiều nga khai tin mình với công an thật sao nhưng dù là ai thì mình cũng không thể sống như đã sống được nữa Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi. Ông ơi, để coi thương thằng Cường nó viết cái gì. À. Vui quá ông à, không biết thằng Quốc Cường nó viết cái gì mà nó nói là cuốn tự truyện của nó được giải nhất đó ông à. Vậy hả bà? Nó còn dặn là mình phải nhớ đón đọc đó nha Báo sẽ đăng nó nhiều kỳ đó Cái thằng này Vậy mà giỏi thiệt <laughs> Thì con mình đó Nó là học sinh giỏi văn mà Cái thằng Nó giỏi văn vậy mà không chịu đi theo nghề văn Tự nhiên đi làm người mẫu chi vậy không biết Bởi vậy Theo nghề người mẫu Mới gặp con Phương Dung đó Bà thôi Bà đừng có nhắc chuyện buồn nữa Ông à Có bao giờ Nó nhận được giải tự truyện này Thì con mình Nó được giảm án không ông Làm sao tôi biết được Nhưng mà án là án Tự truyện là tự truyện Bà đừng có quá hy vọng Lại thất vọng nữa Không biết con Đông La Nó biết chuyện này chưa vậy ông Tụi nó mà Có chuyện gì tụi nó không thông báo với nhau Đúng mà là sai một ly đi một dặm. Tôi không thể nào ngờ được cuộc đời của thằng Quốc Cường nó lại như vậy hết. Bà là vậy nữa rồi. Cứ buồn phiền hoài mà không biết chán sao. Tôi đâu có buồn phiền gì đâu. Nhưng mà không hiểu sao. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó là trong lòng mình không chịu được. Ông à, hay là để tôi làm mấy món thật ngon Mình đem vô trại giam Mình ăn mừng cho con nha Bà đi làm đi Để tôi đi rủ đông la Đi chung với tụi mình luôn ha Ừ Đúng đó ông Từ một nam siêu mẫu Chuyên hiến máu nhân đạo Đến phạm tội giết vợ Bị tù chung thân do cố ý khai nhận Phạm nhân Ngô Quốc Cường đã có quá trình ăn năn hối lỗi và cải tạo tốt sẽ được giảm án. Tất cả được thể hiện chân thật, sâu sắc, sinh động trong tác phẩm Ánh sáng cuối đường hầm, tự truyện được giải nhất của chính tác giả. Sao? Mày thấy sao? Hay quá phải không? <laughs> ừ. Alo, dạ, con nghe nè bác Con đã đọc tự truyện của Quốc Cường chưa? Dạ, con cũng đang đọc trên báo nè mừng quá bác ha hai bác cũng đang tính đi thăm quốc cường nè vậy hả bác ừ con đi không vậy thì hay quá con cũng tính đi thăm anh ấy đây vậy con chuẩn bị đi chủ nhật này mình đi dạ dạ con biết rồi dạ con chào bác <laughs> sướng ha có người hỉnh mũi lên rồi kìa hỉnh mũi thì sao anh ấy tuyệt vời quá đúng không uống nước đi chị cảm ơn em chị ơi Quán của mình vắng quá. Chị biết rồi, em vào trong đi. Dạ. Hôm nay là đến ngày trả tiền mặt bằng rồi đó cô à, Dạ mời chị ngồi Không cần Chị khóc cho em mấy bữa nữa đi Em sẽ cơm tiền trả chị nha Mấy bữa là bao lâu Dạ em sẽ cố gắng Trong thời gian sớm nhất Cô nhớ đừng có thất hứa nữa đó thật rồi Mà dẹp quán rồi Mình làm gì để sống đi Tôi á Rất là hân hạnh Nếu như được mời cô Long quanh sang lại loan một chuyến Nhưng mà Anh mời tôi đi Đài Loan Với tư cách gì cô làm bạn gái tôi có lựa không Nói thật lòng Tôi sang Việt Nam là bởi vì Tôi muốn kiếm một cô gái để làm vợ Con gái Việt Nam rất là đẹp Tôi thấy họ Dịu dàng Và giỏi giang lắm Nhất là cô lòng quanh này lo hay là mình nhận lời anh ta đó phải chăng cũng là một đối thoát của mình Hôm nay, anh có xem đoạn tự truyện của Quốc Cường. Không biết có phải Quốc Cường đó không? Thì nói cho còn ai nữa Đọc người mẫu giết vợ là biết liền ừ, Anh cũng ngờ ngờ Nhưng không dám tin Vì bà giết khá trình độ và sâu sắc Thì vậy nên con đông la mới chết đó Kể ra người như vậy Mà dướng phải dòng lao lý Cũng đáng tiếc thật Nè anh nói ở đây thôi nha Đừng nói trước bà con đông la đó Tụi nó vẫn chưa chia tay nhau sao Chia tay gì Nó tuyên bố thẳng thường với em là nó không lấy chồng nó ở vậy á để nó chờ quốc cường á. Trời đất. Cái con này. Nó ngủ lâu dữ vậy sao? Mà nó đi đâu từ sáng sớm vậy em? Dạ. Nó nói với em á là hôm nay á, ngân hàng nó tổ chức cho nhân viên đi giả ngoại. Thật vậy sao? Dạ. Hôm nay mới đầu tuần mà ngân hàng không làm việc hay sao? Lại tổ chức cho nhân viên đi giả ngoại như vậy. Anh nói em mới nhớ đó nha. Hay là con đông ra nó nói dối em? Để anh gọi điện thoại Anh hỏi ngân hàng là biết liền chứ gì Phải đó anh Vậy từ bây giờ mình phải kiểm tra nó từng giây từng phút mới được Alo Ngân hàng Đông Phương xin nghe À tôi là ba của Đông La đây Cho tôi hỏi Hôm nay Đông La nó có đi làm không vậy Dạ hôm nay chị Đông La xin nghỉ một ngày phép bác ạ à. Ờ à, cảm ơn cháu Dạ Sao rồi anh Nó có đi giả hoài gì đâu nó xin nghỉ một ngày phép chắc là nó lại nói dối để đi thăm thằng quốc cường chứ gì con này không thì đến nơi đến chốt là không được thứ ba con mới về ừ con hôm nay con đi giả ngoại là đi giả ngoại ở đâu ừ, dạ con đi củ chi đó ba con đi một mình hả ừ, dạ con đi cùng mấy anh chị ở ngân hàng sao ba thấy ngân hàng vẫn mở cửa làm việc mà ừ, dạ chỉ đi một bộ phận nhỏ rồi còn lại ở nhà thôi ba với lại con cũng đi tới trưa là con về rồi thật vậy sao con đừng có nói dối ba nghe chuyện gì của con ba đều biết hết đó liêu hồn á con nói thiệt mà thôi con lên phòng đây không lẽ ba mình biết thiệt sao ta chị Đông Quanh quyết định lấy chồng á Có nghĩa là sẽ dập quán Chắc là mình phải đi tìm việc khác Càng sớm càng tốt Thì cứ để coi sao đã Nếu bây giờ tụi mình đi á Thì ai phụ chị bán Hơn nữa dù quán bán ế Nhưng chị vẫn trả lương đầy đủ cho tụi mình mà Bà lo xa quá Biết là vậy Mình lo cho chị ấy á Còn ai lo cho mình ừ, Thôi chị tới kìa Làm đi tôi bưng đâu hỏi nha ừ. alo sao em <laughs> ba mẹ em có lòng ý hay không để em trả lời sao với anh em sao vậy em làm cho anh hồi hộp quá vậy đó không có gì đâu em đang bận lúc khác em sẽ gọi lại <laughs> tôi đã dịch vào tình yêu của em để đứng dậy Và cũng nhờ vậy mà tôi biết được cuộc đời và tương lai của mình Chưa phải đã chấm dứt trước án tù chung thân Giờ đây mỗi giây mỗi phút sống của tôi Đều có nhịp đập của trái tim em trong lòng ngực Vì vậy tôi quyết tâm cải tạo tốt Không cho phép mình được gục ngã trước bất kỳ hoàn cảnh nào alo tao nè chiều nay á tao vừa tiễn thông ra sân bay đúng như mày nói tình yêu mình trao nhiều bao nhiêu mình nhận được gấp bội mày à <laughs> vậy cho nên bây giờ gọi điện cho tao để cảm ơn xu vậy thôi phải không không dám xuông đâu tính rủ mày đi ăn nè à, thôi khỏi để hôm khác đi tao đang bận đọc tự truyện của anh quốc cường nè đọc gì mà đọc tới đọc lui hoài vậy À mà mày có biết á Thông đọc tự truyện của Quốc Cường rồi nói sao không Thông nói gì Thông nói á Anh Quốc Cường đúng là một người đàn ông thật thụ Mạnh mẽ Hèn chi chinh phục được tình yêu của mày Thông nói ngược đó Tao mới là người chinh phục tình yêu của anh Quốc Cường Thì hai người chinh phục nhau Được chưa Ngô Quốc Cường Dạ Cám bộ anh có thư Dạ Em cảm ơn cám bộ ừ. Anh yêu quý Thăm anh về Em lại càng nhớ thương anh Em ước gì mình là nhà văn Để viết một cuốn tự truyện Về tình yêu của chúng mình am à anh nè hình như là ba mẹ em cũng đã đọc tự truyện của anh vì có báo nào trang nào mà ba mẹ em không đọc nhất là lại liên quan tới anh nhưng mà em không dám hỏi mà ba mẹ cũng không có nói gì với em một sự đáng mừng phải không anh Ê, mày biết tin gì chưa tin gì tổ trưởng nghe nói nhà cuốn tự truyện của mày mà người ta nói mày bị chung thân quan Nên được giảm án còn 40 năm thôi Hả? Anh nói thiệt không vậy? Thiệt, trời tao mới nghe rõ ràng mà Cơ bản là anh cải tạo tốt Chứ tự chuyện thì để hiểu thêm về anh thôi Thôi làm việc đi Vậy là Vậy là Em có cơ hội trở về với cô ấy Vậy là Em có cơ hội trở về cuộc sống đời thường rồi yeah. Đúng không? Yeah em quá em sắp em sắp em làm rồi đi ngã tôi sắp làm lại cuộc đời rồi tôi sắp làm lại cuộc đời rồi giữ trật tự dạ dạ tôi sắp làm lại cuộc đời rồi tôi sắp làm lại cuộc đời rồi đó con à bộ xứ mình hết đàn ông con trai hay sao sao bà bỏ xứ lấy chồng đài loan xa lắc xa lơ vậy con mẹ người ta còn lấy chồng khắp thế giới Tới châu Âu châu Phi mà mẹ Người ta thì mặc kệ người ta đi Ba mẹ chỉ có hai chị em con à Con mỏi đi xa vậy Ba mẹ không có đành lòng Nhưng mà Anh đi chinh cho anh Đã mua nhà ở Việt Nam rồi Có gì tụi con Sẽ đi đi về về Có ở luôn đâu mà mẹ lo Cậu tao mua nhà ở đâu vậy Con cũng chưa tới Nhưng mà Nghe đâu là biệt thự ở quận 2 á Người nước ngoài sao mua biệt thự được Ủa nhà nước cũng cho người nước ngoài mua nhà mà mẹ người nước ngoài hội đủ điều kiện sẽ được mua nhà ở việt nam nhưng chỉ được mua căn hộ thương mại thôi không được mua nhà mà có sở hữu về đất đai con không biết tại anh ấy nói vậy thì con tin vậy thôi ôi trời luật thì luật còn lệ nữa biết đâu cậu ta vẫn mua được thì sao nhưng vấn đề là con phải tìm hiểu cậu ta cho thật kỹ lưỡng nghe. Chứ không vội vàng được đâu con à. Dạ, con đã tìm hiểu rồi. Anh ta độc thân nè, chưa vợ. Còn có bạn bè, rồi uh, chú ruột nữa. Chứ đâu phải một mình đâu. Nhưng sao trước đây không nghe thấy nói gì? Bây giờ đùng một cái xin cứ hỏi là sao? Thì uh, con cũng quên biết lâu rồi. Tại uh, con không chắc, nên là con chưa dám nói với lại con nghĩ là anh ta cần lấy vợ con thì cần lấy chồng vậy là đủ hả trời đất nếu lấy nhau á chỉ cần có vợ rồi cần có chồng làm sao mà sống với nhau được hả con những người lấy chồng nước ngoài qua mai mối thì họ cũng vậy mà mẹ họ làm gì có tình yêu đâu vậy mà họ vẫn sống được với nhau giống như bọn con may mắn hơn có thời gian tìm hiểu nhau nè mà con nghĩ là người chồng có làm tốt bổn phận người chồng còn vợ cũng làm tốt bổn phận người vợ cùng yêu thương và có trách nhiệm nuôi dạy con gái với nhau vậy là tốt rồi chứ nhiều người lấy nhau vì tình yêu rồi ba mẹ có thấy họ sống tốt với nhau không hay là đưa nhau ra tà ly dị thôi con đi về ba với mẹ trả lời con sao cũng được ông quan nó nói như vậy mình tính sao hả anh ờ thì nó đã quyết rồi mình không đồng ý cũng không được <laughs> em chỉ sợ con nó chán đời rồi nhắm mắt đưa chân ừ, chán đời á thì anh cũng thấy rõ nó cũng đang chán đời thật đó nhưng không lẽ nó yêu mấy người không ai đề cập tới chuyện cưới xin bây giờ nó xin cưới mình lại không đồng ý à Ê, mà cái con này cũng kỳ lạ mới qua mấy cuộc tình thất bại mà đã chán đời như vậy rồi hai đứa con gái của mình đúng là hồng nhan bạc phận mà Công nhận nha. Đồng la là làm toàn những món đơn giản. Nhưng nêm nếm vừa miệng. Nên bác ăn bác thấy ngon quá. Dạ. Tại nhà con ăn uống cũng đơn giản thôi mà bác. Đồ ăn như vậy. Sao con gọi là đơn giản? Mà phải nói là biết ăn. Ừ, ít dầu mỡ. Đủ chất dinh dưỡng. Lại tươi ngon nữa. <laughs> dạ. Là do mẹ con. Vậy hai chị em con nấu đó bác thì ba mẹ con là nhà giáo mà ăn uống cũng là một nếp sống nhân quá. ừ mà bác biết không ba con á thích là trong mỗi bữa ăn ba con uống một ly rượu nhỏ giống như bác vậy đó chứ <laughs> ba con không có thích nhậu nhẹt say xưa gì hết trời bà thấy chưa tôi đã nói rồi mà hai gia đình này mà làm xô với nhau thì không gì bằng nữa đúng không nhưng mà thằng quốc cường và mình nó thì xét cho cùng ai cũng có lúc sai lầm nhưng mà con mình nó có cố ý giết người đâu hơn nữa nó cũng đã bị pháp luật trừng trị rồi bà đừng quá mặc cảm về tội lỗi của con mình nữa nè bác nói đúng không con dạ con cũng đồng ý với bác bác hy vọng là ba mẹ con cũng nghĩ như vậy ăn đi con, ăn thêm đi con. Dạ, con mời hai bác ạ. nhà đi em Dạ Nhà anh đẹp quá Em không nghĩ là lại có nhà như vậy Mua nhà lại cưới vợ mà em À <laughs> Vô nhà đi em Đây chính là phòng ngủ của vợ chồng mình Em ra đây Còn kia là phòng của bà chú và các con mình À Còn à, ở dưới trẻ đó là chỗ ô xin À Còn à, ở trên lầu á là phòng lọc sách và giải trí <laughs> Là sao em thấy có hài lòng không vậy À, dạ nhà thế này là quá tuyệt vời rồi à, 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 đối với đi chuyên cho anh mình phải tuyệt đối giữ mình cho tới đêm tân hôn à, thôi mình ra ngoài ban công nha mời em nếu như mà thời gian sau lại á em muốn mở bán cà phê em có thể mở bán trong sân vườn nhà này anh lỗi có đúng không? Dạ con nghe nè mẹ. À, vậy hả? Dạ dạ. Con cảm ơn ba mẹ. Dạ. Ba mẹ nói là ba mẹ đồng ý tụi mình lấy nhau rồi. Ôi trời ơi. <laughs> như vậy thì tốt quá. Để coi 40 năm nữa. Thằng Quốc Cường nó mà về đây thì tôi 95 tuổi, còn ông á, cũng gần 100 rồi. Không biết vợ chồng mình á, còn sống tới ngày đó không ông? Trời! Được chứ sao không bà? Bây giờ người ta sống trên trăm tuổi là chuyện thường. <laughs> ông à, tôi cũng hy vọng thằng Quốc Cường nó được giảm án được phải không ông? Có nhiều khả năng như vậy lắm. Nếu như vậy thì ngày mai tôi với ông phải đi tập dưỡng sinh. Rồi á mình phải ăn uống điều độ. Mình nên ăn kiêng dầu mỡ nha. Mình nên ăn nhiều chất xơ và trái cây thôi. Nhất là ông đó. Bỏ bớt rượu đi nha. Ừ. Để thôi con nó về á mà không còn tôi và ông đó. Là nó sẽ buồn lắm đó. Ừ. Bà bà biểu tôi kiêng khem gì cũng làm được hết á nhưng mà bà bà phải cho tôi uống rượu bia chứ trời ơi nam vô tủ như kỳ vô phong mà bà không biết à Hừ, nam gì lúc đó ông là lão nam á Hừ, nam hay lão thì cũng là giống được hết bà ơi thôi được rồi vậy thì mỗi bữa cơm á tôi rót cho ông một chút xíu vậy ông uống để tiêu cơm nha bà nghĩ sao vậy rượu mà uống ly coi như không có uống Bà đi hỏi đồng tay nằm mắt thử coi phải vậy không Nếu mai mốt á Thằng Quốc Cường nó về đây á Mà nó thấy vắng à, tôi với ông á Ông đừng có trách nha Để rồi bà coi Rượu làm cho tôi khỏe hơn Sống thọ hơn nữa <laughs> ừ. Ông à ừ? Thằng Quốc Cường nó về đây á Thì nó cũng 70 rồi Con Đồng La cũng lăm rồi không biết là lúc đó tụi nó có còn sinh con được không ông? Cái bà này, đúng là lòng tham vô đáy mà. Cái gì bà cũng muốn hết. Vậy chứ bộ ông không muốn hay sao? Muốn thì cũng muốn đó chứ, nhưng mà cũng tùy hoàn cảnh chứ. trong la nó tới đó để tôi ra mở cửa con chào bác con bác vui quá con có nhận được thơ của quốc cường chưa con nhận được rồi cho nên tức tốc chạy tới đây luôn nè à, đúng là cảm ơn trời phật thật đó con vô vô nhà dạ coi ừ. Con chào bác Hờ. Ừ. Ngồi đi con Dạ Hai bác mới nhắc tới con đó Trời đất Mua gì mà nhiều dữ vậy Hôm nay á Nhà chúng ta tổ chức tiệc ăn mừng Vì chuyện vui của anh Quốc Cường Thôi khỏi đi Hôm nay cả nhà mình Đi ăn nhà hàng một bữa Nhưng mà Con lỡ mua nhiều đồ lắm rồi Đem để tủ lạnh Mở tiệc ăn mừng Nấu nướng chi cho nó khổ Đúng đó con Cũng lâu rồi Hai bác chưa có ra ngoài ăn Dạ, vậy thì nghe theo mình lệnh của hai bác vậy. Ừ. <laughs> dạ, còn biết một nhà hàng cũng ngon lắm. Nhà của con á cũng hay tới đó. À vậy sao? Vậy thì tốt dạ. quá. Con xin lỗi. Ờ. Con xin phép. Ừ. ừ. Alo. Con nghe nè mẹ. Chiều nay hết giờ làm việc Con tranh thủ về sớm nha con Ủa có chuyện gì hả mẹ Là Đông quanh đã đưa bạn trai về ra mắt đó con Ba mẹ cứ tiếp ảnh đi Chiều nay con bận rồi Không có về sớm được đâu Nè công việc gì Hôm khác không được sao con Nhà mình có mấy người hà Mà con vắng mặt Sao vui được Chuyện này quan trọng lắm Con không có vắng mặt được Mẹ thông cảm cho con đi Cảm ơn mẹ nhiều lắm Thôi, có cúp máy nha mẹ. Cậu đã nói vậy á, thì chúng tôi đồng ý miễn giảm hết. Nhưng đám cưới thì nhất định phải có người đại diện cho gia đình nhà trai. Chứ không phải chỉ có chú trẻ là được. Nhưng ba mẹ của tôi đã mất từ lâu rồi. Tôi có thể nhờ chú lại diện cho gia đình có lượt không vậy ừ Nguyên huynh thế phụ ba mẹ mất thì có chú đại diện vậy là tốt rồi còn bây giờ thì tùy cậu và cậu đông quanh muốn ngay giờ nào cũng được dạ hai bác thông cảm cho tôi thì tốt quá còn lễ cưới thì thế nào ạ à? cũng ờ à, thì à, tùy cậu thôi Chứ uh, gia đình cũng không đòi hỏi gì Mình à ừ. Ít nhất cũng phải có đủ chính mâm lễ Để thắp nhang trình ông bà tổ tiên chứ Ờ à, thì cái đó uh, Cũng đơn giản thôi mà Đúng không Dạ tôi biết chuyện này ạ à. <laughs> à, uh, Con xin mời hai bác mời. Chúc sức khỏe cho nhau nha Chúc sức khỏe hai bác Ừ À nè. Mình nhờ ai đó chụp cho gia đình mình mấy tấm hình để mình gửi cho Quốc Cường nha. Dạ, con cũng nghĩ như bác vậy. Anh ơi, dạ, em nhờ một chút. Anh giúp em chụp mấy tấm hình được không? Dạ được ạ. Thì ra đây là công việc của đông ra đá đang bận sao Còn cái tặc hết Mình đó đi đi mẹ Vậy dạ, thôi được rồi Cảm ơn anh Dạ dạ, không có gì vậy. Mình dùng bữa tiếp đi hai bác Ờ con xin lỗi con không nghĩ là ba mẹ con lại đưa khách tới đó làm hai bác mất vui không lỗi phải gì hết trơn á hai bác đang sợ là ba mẹ con á trách con đó dạ không có gì đâu bác tất cả mọi chuyện con cũng đã nói hết với ba mẹ con rồi nhận ra ba mẹ của con á bác cứ ngớ người ra luôn muốn chào hỏi mà không dám thành ra thất lễ Dạ, bác đừng ấy nấy chuyện đó, không có sao đâu ạ à. Thôi, con xin phép hai bác con về ừ. ừ, con về, con lựa lời nói với ba má con, để ba má con đừng giận nha Dạ, con biết rồi, con xin phép ạ à. ừ. Con chào hai bác con về ừ. thiệt bao nhiêu nhà hàng không đi tại sao mình lại đưa hai bác đến nhà hàng đó chứ cũng tại mình không ngờ ba mẹ lại đưa anh ta đi ăn ở đó bây giờ biết nói làm sao đây xui ơi là xui ba mẹ giận em lắm đó về ngay đi rồi liệu tìm cách nói cho xui bây giờ mà chị đông oanh cũng đứng về phía mình rồi sao xem đi. Dạ, em cảm ơn. Quốc cường, con. Mẹ, con à. Ba. <laughs> <laughs> trọng gia đình người ta hơn cả cái gia đình mình như vậy thế sao? Hơn gì đâu mẹ? Là tại anh Quốc Cường được giảm án xuống còn 40 năm, cho nên hai bác rủ con đi ăn mừng vậy thôi. Gì? Quốc Cường được giảm án à? Dạ. Đúng như vậy đó ba. Nhờ nay cải tạo tốt, với lại nhờ cuốn tự truyện được giải nữa. 40 năm. Lúc đó con bao nhiêu tuổi con biết không? Dạ con biết Rồi có định ở dạy suốt đời phải không ừ. Thì trong thời chiến Có biết bao nhiêu người cũng chờ đợi nhau như vậy mà mẹ Trời đất ơi Con dám nói Con dám so sánh như vậy hay sao Người ta chờ đợi trong vinh quang Vì sự hy sinh cho đất nước Còn con chờ đợi gì cái gì hả Chờ đợi sự nhục nhã con biết chưa Hai đứa con yêu nhau thì có gì gọi là nhục nhã Hơn nữa anh ấy cũng đâu cố ý giết vợ đâu Tin vào từ chuyện của nó hả Ai cũng nói hay nói tốt vậy mình có biết chưa Nhưng cô tin là nhân bản của anh ấy à, Kìa em Con cái mà ba mẹ nói một tiếng Nó nói lại một tiếng à Như vậy là sao hả Thôi đồng là cô lên phòng Tôi nằm mà suy nghĩ đi Xem có ai yêu đương như con không em cũng bớt giận đi để mà còn lo cho con đông quanh nữa còn cái liều đường dối trá anh nói như vậy mà nói em bớt giận được sao chuyện của con đông la bây giờ chỉ có thời gian mới làm cho nó tỉnh ngộ ra được em nói cũng đã nhiều anh nói cũng đã nhiều rồi mà nó không chịu nghe thì biết làm sao không lẽ đem nó ra mà xẻ thật nó anh cũng phải cần nghiêm khắc với con hơn đi một tiếng cha bằng ba tiếng mẹ đó Vậy Em nói anh phải nghiêm khắc thế nào đi Đánh hay là giết nó Chứ không lẽ mình để nó ra Mình chịu thua nó hay sao Cô ơi là cô Nó bị mù mê tuốt lú thiệt rồi Chị gái em sắp lấy chồng nhìn ba mẹ chuẩn bị cho đám cưới của chị ấy em lại nghĩ đến chuyện của tụi mình đám cưới của tụi mình là không tưởng phải không anh bây giờ em chỉ mong là tụi mình được gặp nhau vài giờ đồng hồ ở nhà hạnh phúc như vậy mình mới chính thức trở thành vợ chồng nhất là nếu như mình may mắn có một đứa con thì lại càng tốt đứa con là minh chứng cho cuộc hôn nhân đích thực cán bộ sao có chuyện gì dạ em muốn cán bộ xem qua lá thư người yêu của em thư của người yêu anh kêu tôi xem làm gì dạ em muốn cán bộ đọc và biết đâu cán bộ sẽ thông cảm và giúp đỡ được cho em vậy là anh muốn chúng tôi giúp anh một căn phòng hạnh phúc trong nhà tù đúng không dạ đúng vậy giúp anh để rồi tôi vào tù với anh luôn hả dạ thôi cứ lo làm việc đi dạ ở tù cứ yên phận ở tù đi Dạ. À. dạ, alo dạ. Con nghe nè bác Dạ Sao ạ à? Bác gái nằm trong bệnh viện Bệnh viện nào ạ à? Dạ, dạ, dạ Con biết rồi Con sẽ xin phép rồi tí liền Dạ, con chào bác gì Ê, vậy? mẹ anh Quốc Cường bị tai biến bệnh máu não Đưa vô bệnh viện cấp cứu ừ? rồi Bây giờ xin phép trưởng à. phòng dịp tao nha Tao phải đi à, cấp à, à. Bà ấy sao rồi bác sĩ Tôi đã kiểm tra cho bà ấy xong Bà ấy cũng đã khỏe rồi cho bảy nghỉ ngơi đi. Nếu như bệnh nhân có chuyện gì bất thường á thì gọi cho tôi. Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ. bà nói với tôi là phải sống đến trăm tuổi để chờ thằng quốc cường nói về vậy mà bây giờ bà đã ngã bệnh rồi bà phải cố gắng vượt qua để chờ con nói về chứ không tôi giận bà đó bà ơi bà tính là đi bà bà có nghe tôi nói không vậy bác gái sao rồi bác bác chưa tỉnh con à trời ơi sao tay bác gái lạnh ngắt vậy rồi bác sĩ nói sao bác bác sĩ vừa mới chích thuốc cấp cứu bây giờ phải chờ theo dõi thôi trời nếu cục máu đông nó tan được thì tốt còn nếu không tan thì phải mổ thôi Nguy hiểm dữ vậy sao Ngày mai cưới rồi Mà đông quanh giờ này chưa về Con đông la Thì đi làm rồi Rồi cũng đi đâu luôn Còn như cái Chẳng đứa nào biết lo lắng gì hết Ăn uống nghi thức Thì nhà hàng họ lo hết rồi Còn ở nhà Thì bên dịch vụ cổng qua Bàn thờ, bàn ghế Họ cũng lo hết rồi Ông Mai Thợ chụp hình Quay phim phù dâu phù rễ đội bưng mâm quả cũng đã có hết rồi em còn lo gì nữa em đừng làm con bị căng dây áp lực đáng ra tối nay phải tổ chức nhóm họ để anh em bà con tụ họp chuyện trò rồi đàn hát cho nó vui vẻ chứ có đâu mà anh với em ăn cơm buồn thiêu vậy thì con đông quanh nó cũng muốn vậy chứ không lẽ đám cưới của nó nó không muốn mình bày ra để làm gì Ờ, à, vậy mới nói Ờ, à, mà Đông quanh nó đi lấy chồng Mà em thấy hình như nó có lấn cấn chuyện gì không vui anh Thì hồi cưới tụi mình Em cũng khóc trong ngày cưới nước dâu đó thôi ừ, Thì tại hồi đó Mẹ em nói Phải khóc để làm duyên chứ bộ Khóc để làm duyên? Là sao anh không hiểu? Tục lệ của ông bà ngày xưa mình á Con gái mà đi lấy chồng á mà cười tươi rối rối à, là vô duyên phải nhỏ dài giọt nước mắt á mới là con gái ngoan hiền thương cha nhớ mẹ ừ? gì vậy lấy vợ gần ba chục năm bây giờ mới hiểu giọt nước mắt ngày cưới của vợ mình ngày đó em xúc động khóc thiệt chứ bộ mệt quá đi ăn đi kìa nè của em dạ em cảm ơn chị dạ đây. cảm ơn chị ờ à, chị nói với bà chủ nhà rồi là chị sẽ trả mặt bằng ngày mai đám cưới chị xong thì nghỉ luôn nhưng chị tính nghỉ luôn hay là thuê nơi khác bán lại chị cũng chưa biết cưới xong rồi tính nhưng mà nếu mở á thì mở tại nhà luôn cho vui chứ à, thuê vậy tốn tiền mặt bằng quá dạ nếu như vậy thì chị nhớ kêu tụi em nha ừ dạ ừ chị nhớ rồi hai đứa làm việc rất tốt mà <laughs> thôi tranh thủ dọn đi rồi nghỉ chị về trước nha dạ, dạ. em chào chị, em chào chị. Trong quanh, sao giờ này con mới về vậy? Dạ, con buồn chút việc trong quán Con à, bận gì thì cũng để đó đi Qua đám cưới xong rồi tính con Dạ, cũng xong hết rồi mẹ Ngày mai con phải lấy chồng rồi Mẹ muốn dặn con vài điều Con lấy chồng là do con tự nguyện, tự chọn Ba mẹ không ngăn cản, cũng không ép buộc con Mẹ chỉ dặn con là khi đã chấp nhận làm vợ người ta Thì mọi chuyện quá khứ đều phải dứt bỏ hết nghe con Vợ có chính chuyên Thì chồng mới trọng Và như vậy Vợ chồng mới tìm được hạnh phúc thực sự bên nhau con à Dạ con biết rồi Mẹ căn dặn con như vậy Đâu có thừa đúng không Mẹ chỉ hiểu gì nhiều về Linh Chinh Choan Nhưng mẹ biết người Đài Loan á Người ta coi trọng trinh thiết lắm nhất là những người buôn bán trên thương trường nên con phải biết bác nhất định phải tỉnh lại phải cho anh quốc cường trở về nếu không anh quốc cường sẽ đau lòng lắm đó bác bác có nghe con nói gì không bác ơi bác ơi bác bác ơi bà ấy tay ba gái động đậy nè bác bác gái sắp tỉnh lại rồi bác thấy rồi Bà ơi Bà, bà nhất định phải tỉnh lại Vì tôi Vì quốc cường Và đông la nữa nghe bà Bà gái nhất định Nhất định sẽ tỉnh lại bác à Bác cũng cầu trời khẩn Phật như vậy Mà thôi Con đi về đi Kẻo ba mẹ con biết được Sẽ càng làm khó cho con và quốc cường nữa Con muốn chờ bác gái tỉnh lại không được đâu con à Bác gái có tỉnh Cũng chưa tỉnh ngay được đâu Hơn nữa Ngày mai cũng là ngày đám cưới của chị con Con về đi Nghe lời bác đi mà Vậy Vậy Để con về nha bác Ừ Con về đi Đi đường cẩn thận đó Dạ con biết rồi Con về mai con lại vô thăm bác mình lấy chồng rồi Không biết sẽ sung sướng Hạnh phúc hay đau khổ Trầm luôn đi Đúng là con gái 12 bến nước Biết bến nào trong Biết nơi nào đục mà lường Em đi đâu giờ mới về Mẹ giận lắm đó em đã gọi điện xin phép mẹ rồi mà chị biết không tại mẹ anh quốc cường hôn mê phải nằm ở trong bệnh viện á nên em không dám nói với mẹ rồi bác đó có sao không cũng chưa biết nữa chị à mà sao chị chưa chịu ngủ chị không ngủ được thôi bỏ hết đi chị à may nhờ rủi chịu sao chị em mình đều khổ về đường tình duyên và không biết nữa mà thôi đi chị mà chị lấy chồng rồi coi như cũng là duyên phận chỉ còn em là chưa biết sẽ đi đến đâu thôi hay là em thôi đi, Quốc cường chỉ làm khổ em thôi. chị và ba mẹ phản đối cũng là vì thương em. em biết mà chị, nhưng em không thể chia tay anh ấy được chị ạ. À? vì nếu em có chia tay anh ấy đi lấy người khác, thì em cũng không thể quên anh ấy và tha thứ cho mình được Vậy thì em có được hạnh phúc khi mà sống với chồng không chị? Chị nghĩ là thời gian và cuộc sống vợ chồng Và nhất là người chồng sẽ giúp cô đi tất cả Vì chị khác, vì người ta đều có lỗi với chị Còn anh Quốc Cường, anh ấy đâu có lỗi gì với em đâu Em thương chị quá Bà ơi, bà Bà tỉnh lại đi bà bà có nghe tôi nói không vậy tỉnh lại đi bà 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 ơi bà 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 tỉnh rồi sao bà bà ơi bà tỉnh rồi hả Bà, bà, bà có nhận ra tôi không vậy? tôi mừng quá, tôi mừng quá, tạ ơn trời phật. bà ơi, bà phải sống nha, sống cho thật khỏe mạnh, rồi chờ khi quốc cường về, mình cưới vợ cho nó, để con, để cháu, cho tôi với bà nữa, Nhưng bà. Để, đây tôi, để tôi đợi báo bác sĩ nha Kính thưa hai họ, ông bà ta có câu miếng trầu là đầu câu chuyện và sau khi đã trình cắt lễ vật bây giờ xin mời đại diện hội nhà trai và mời ba cô dâu lên làm lễ bái gia tiên Sau khi phần làm lễ bái gia tiên Xin mời mẹ cô dâu Dẫn cô dâu ra để mà ra mắt hai họ Đi em Lực giỏi thẳng em xin mời cô dâu chú rể làm lễ bái gia tiên nhưng ngày vui hôm nay đại diện họ nhà trai chuẩn bị một số xính lễ xin mời đại diện hội nhà trai xin mời chú đệ bước lên trao những cưới cho cô dâu <laughs> thôi được rồi thôi vậy tốt rồi giờ con về giữ đám cưới của chị con đi để ba mẹ con buồn đó con thấy đám cưới chắc cũng gần xong rồi với lại đám cưới thôi mà về ăn thôi chứ có làm gì đâu <laughs> đám cưới của chị mình là em mà không giữ con sao được con phải đó con con đi về đi dạ con biết rồi một chút nữa thôi con sẽ về ừ. <laughs> chào đi dạ em chào đại tá tôi đã chuyển thư của cô đông la và đề đạt nguyện vọng của anh lên cấp trên xét tình cảnh của anh và tình yêu chân thành của cô đông la cấp trên đã đồng ý cho anh lấy cô đông la làm vợ dạ đại tá nói thật không đại tá đó cũng là sự khoan hồng của pháp luật đối với anh vì vậy anh cần phải cải tạo tốt hơn để không phụ làm cấp trên và mọi người anh có hiểu không dạ em em biết rồi em em cảm ơn đại tá và cấp trên đã quan tâm và chiếu cố người phạm nhân trọng tội như em thôi bây giờ anh trở về công việc của mình được rồi dạ em em cảm ơn đại tá em cảm ơn nhiều lắm em xin phép xong rồi <tôi> Thiệt tình Cô Đông Quanh nó nói với mình đó Là mời nhiều khách Đó, vậy đó Nhìn tới nhìn lui Toàn là khách của vợ chồng mình không à Còn khách của nó Chỉ chừng có ba bốn bàn à Cái con này Không hiểu đâu đầu nó nghĩ cái gì Thì đám cưới còn nhẹ vậy là tốt rồi Tốt cái gì Mang tiếng lấy chồng thương gia nước ngoài, mà đám cưới lèo tèo như vậy. Nói thiệt nha, em không dám nhìn ai hết trơn á. <laughs> lèo tèo gì nữa, cũng hơn ba chục bàn rồi còn gì nữa. Có hơn ba chục bàn mãn nhậm gì anh, đám cưới người ta còn gấp đôi gấp ba nữa kìa. Đã cưới á, phải cưới cho nở mài nở mặt chứ. Còn con Đông La nữa, nói á, là ngồi bàn cùng với con Thu Hà để mà tiếp khách vậy mà để bà nó ngồi một mình bỏ đi đâu không biết chắc là đến nhà thằng quốc cường chứ gì còn như cái dài không nổi thiệt là tức muốn chết đi được con xin lỗi ba mẹ đi đâu đến giờ mới về vậy hả bám theo ba mẹ thằng quốc cường chứ gì lên lầu sổ quần áo, đi qua bên nhà thằng Quốc Cường luôn đi. để cho Quốc bắt mẹ. Dạ con, con xin lỗi ba mẹ. Không lỗi phải gì hết. Kể từ giờ phút này, con không còn là con cái trong nhà này nữa. Đi, đi ngay, con biết chưa? Nhưng bà mẹ hãy thông cảm cho con. Tại mẹ anh Quốc Cường bị hôn mê, do tai biến mạch máu não. Nên con, con không thể không quan tâm bác ấy ba mẹ à vậy bây giờ bà ấy ra sao rồi con dạ bây giờ bác ấy đã tỉnh rồi ba thôi con lên lầu đi chuyện gì cũng còn có đó mà dạ cũng thấy tội nhưng con nó biết sống có trách nhiệm như vậy cũng là điều đáng mừng em à. Mừng là mừng cái gì? Thì không lẽ nó yêu thằng Quốc Cường mà bỏ mặt cha mẹ của thằng Quốc Cường hay sao? Nhưng ai chấp nhận tình yêu của nó? Ui, đó lại là chuyện khác. Ngồi đây đi ông Cũng may Bà tai qua nạn khỏi, Bệnh tình qua hết Không để lại di chứng gì Ai, Thiệt hú hồn hú dí à Ông à Ông có viết thơ cho thằng Quốc Cường đó. Đừng có nói tôi bị bệnh nha Tôi biết rồi mà Ông phải dặn Đông La nha Ê, Bà khỏi lo Đông La nó còn dặn tôi trước cả bà nữa kìa ừ. Tội nghiệp quá Sao mấy hôm nay không thấy nó tới vậy ông Nó còn phải đi làm nữa chứ Với lại bà khỏe rồi Cũng bớt lo Ừ. Tại tôi thấy vắng nên tôi nhớ Tôi sợ nó bị ba mẹ nó la thôi mà ừ ủa hai bác đưa nhau ra ngoài như thế này thì là tốt thỉnh thoảng cũng phải đưa bác gái ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi mình vào trong đi hôm nay á con có mua gà ác tìm thuốc bắc nè bác vào ăn đi cho nó nóng à, con mua chi nhiều vậy bác khỏe rồi ăn uống không bao nhiêu đâu ừ, bác cứ chê thành ý của con hoài à lỡ anh quốc cường ảnh mà biết được ảnh chê con nói con không biết cách chăm sóc hai bác thì sao ừ. Nó không dám chê con đâu Nó được con yêu thương như vậy Đã là phúc đức rồi Còn hai bác Cũng giống như được ông trời đền bù vậy đó Hai bác đừng nghĩ như vậy Con được anh Quốc Cường Và hai bác yêu thương như vậy Là con hạnh phúc lắm rồi à, Thôi Mình vô trong đi Dạ you <sighs> Con gái nhà lạnh Của ông bà nhà giáo mô phạm mà như vậy sao Lúng lạ Tránh giỏi dừa gặp phải giỏi dừa mà Ủa Anh sao vậy Cô Ly chuẩn bị thức ăn liền Sao anh ấy lại thay đổi thái độ nhanh như vậy Hay là mẹ chưa hiểu gì nhiều về Lý chinh choan nhưng mẹ biết người đài loan người ta coi trọng trinh thiết lắm nhất là những người buôn bán trên thương trường nên con phải biết người biết ta sống tốt hơn với chồng để chuộc lại những lỗi lầm của mình cũng vì anh ta vì anh ta thưa ba mẹ con mới về ừ đông la ngồi xuống đây ba mẹ muốn nói chuyện với con Đâu quên đã lấy chồng rồi Còn con thì sao đây Sao mẹ hỏi mà con không trả lời Dạ Vợ... Con Mà mẹ hỏi với mục đích gì Con không dám nói đâu Con vẫn yêu thần quốc cường Và muốn lấy nó làm chồng chứ gì Liệu con có lấy nó làm chồng được không Hay tự mình hay là bỏ tù chung thân mình nhưng nếu con lấy anh ấy làm chồng được Thì ba mẹ có đồng ý không Cái gì Con lấy làm chồng được Lấy bằng cách nào Nhưng mà ba mẹ có đồng ý hay không cái đã Con đừng có hảo quyền nữa <laughs> Làm sao một người ở trong tù Lại có thể về nhà cưới vợ được Con có hiểu không Con phải thực tế hơn một chút con biết không Nhưng nếu nhà tù cho phép thì sao ba <laughs> Nhà tù nào mà dám cho tù nhân về nhà cưới vợ Con nói cho ba nghe coi <laughs> là nó nói vậy để anh với em đồng ý đó thật ra ba mẹ không ngăn cấm không ép dương con như là đối với người bình thường kìa hoặc thậm chí có đuôi què mẹ sức gì cũng được đằng này cậu ta là phạm nhân đã ngồi tù làm sao có lấy làm chồng được mà là lấy hả con ba mẹ nói thật có dao kỳ cũ có súng kề tay ba mẹ cũng không đồng ý đâu con nghe rõ rồi đó phải cắt đứt cắt đứt gây lập tức Rồi muốn lấy ai ba mẹ cũng đồng ý hết á Đừng có lấy đứa bắt ra mà lập luôn la cha mẹ nữa Tất cả Là ba mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi con đừng có lao đầu vô lửa nữa con biết chưa? trời ơi! con không phải biết nghĩ mà thương cho ba mẹ chứ? ba lặp lại với con một lần nữa. ba mẹ không đủ can đảm và bao dung để gả con cho cậu ấy. ba mẹ không thể có một người con rể đang ngồi tù chúng thất con hiểu không? trời ơi! <laughs> À, à em nói như vậy có hợp khẩu vị của anh không? Cũng ăn được. À, vậy thì để lần sau em lên mạng sợ những món ăn của Đài Loan Em nấu thử Ngon dở gì anh góp ý Để lần sau em rút kinh nghiệm nha Khỏi Lễ tôi thuê người làm Nhưng mà Em muốn tự tay mình chăm sóc anh Phụ nữ Việt Nam Được chăm sóc chồng Là một điều hạnh phúc Có thể là em còn nhiều điều dụng dạy nhưng mà có gì anh cứ chỉ dạy cho em em sẽ là một người vợ ngoan hiền của anh em muốn anh thực sự hạnh phúc anh sao ăn ít vậy ba mẹ mày căng thẳng vậy làm sao mà mày cưới hả đông la tao cũng không biết phải tính làm sao nữa mà sao mày không nói thẳng với ba mẹ mày là trại giam nó đồng ý cho anh Quốc cường lấy vợ tao cũng định nói nhưng mà ba mẹ tao căng quá à lỡ ba mẹ tao làm ầm lên ở trại giam á thì không hết mọi việc không nghĩ như mày cũng đúng nhưng mà trại giam đồng ý cho anh Quốc Cường lấy vợ Là về nhà lấy vợ hay sao ừ. Làm gì có chuyện đó Là đồng ý cho tao với anh Quốc Cường Có những giây phút vợ chồng hạnh phúc bên nhau ừ. Là nhà hạnh phúc chứ gì ừ. Chỉ có vợ chồng Mới được gặp nhau ở nhà hạnh phúc thôi ừ. Tao hiểu rồi Không còn cách gì hơn là phải thuyết phục ba mẹ mày thôi. À, còn khó hơn là dời sông lấp biển nữa. Ê, tao có cách rồi nè. Cách gì? Mày nói nhanh coi. Ừ, mày giả điên đi. Điên gì thất tình. Ba mẹ mày sợ quá, đồng ý liền chứ gì. Mày đúng là con lắm trò. Nhưng tao không diễn kịch được trước sau gì cũng bị lộ ra nhưng mà mày muốn lấy chồng thì phải cố gắng chứ sao vậy còn công việc ngân hàng của tao thì sao bị điên vì thất tình thì làm sao mà làm việc ở ngân hàng được đúng không ờ hả tao quên quên nghĩ đến chuyện này có khi tao cũng phải thực hiện theo cách của mày nói thôi Anh giận em hả? Em biết làm sao để anh hết giận em được đây? Cô cũng biết ăn trời sớm quá hả?